có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Tình báo thế giới của VietTV Australia trong tối ngày hôm nay thứ 6, 6 tháng 9 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là một thông tin liên quan tới Việt Nam, đó là báo cáo năm 2024 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về án tử hình trên thế giới, thì cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia còn lại vẫn tiếp tục sử dụng cái hình phạt này, với ít nhất là 34 người cũng đã bị kết án tử hình trong năm ngoái 2023 vì các tội là buôn bán và tàng trữ chất cấm. Ngoài ra thì báo cáo cũng nhận định rằng là các cái tội phạm phi bạo lực khác ở Việt Nam cũng có án tử hình, bao gồm hành vi gian lận của một nhà phát triển bất động sản. Đó là trường hợp án tử hình được tuyên hồi tháng 4 vừa rồi đối với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội là tham ô tài sản. Ở Việt Nam thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng quy định có 18 tội danh, có mức phạt cao nhất là án tử hình. Trong số này có cả tội phạm về chất cấm, lật đổ chính quyền và khủng bố. Báo chí trong nước thì vẫn đưa tin Việt Nam là một trong số các nước vẫn áp dụng hình phạt cao nhất là án tử hình đối với một số tội danh nhằm trừng trị những kẻ phạm tội, loại trừ mối nguy hiểm cho xã hội, người dân và đáp ứng những yêu cầu răn đe, phòng và chống tội phạm. Ngoài Việt Nam thì báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra các nước khác còn áp dụng án tử hình như Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan, Beirut, Trung Quốc và Miến Điện. Trong khi đó thì trên thế giới cũng đã có tới 170 quốc gia không còn áp dụng án tử hình hoặc đã dừng thi hành án tử trong vòng 10 năm qua. Báo cáo này được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào hôm 31 tháng 8 vừa rồi, cũng là để chuẩn bị cho phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền sẽ diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 sắp tới. Trong khi đó thì cũng một thông tin liên quan đến Việt Nam và nhiều quốc gia khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi mà ngày hôm nay cho thấy là một cái chiến dịch tấn công mạng có chủ đích đang nhắm tới một vài quốc gia ở châu Á, và đặc biệt là họ đang nhắm tới những cơ quan chính quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, và Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu của đợt tấn công tin tặc lần này. Thông tin từ Cục An toàn cũng như là Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, gọi tắt là NCSC, cho biết là họ đã phát hiện ra âm mưu tấn công mạng này kể từ tháng 7 2024, và nhóm tấn công này đang sử dụng một cái loại kỹ thuật có tên gọi là Abdomen Manager Injection để phát tán những mã độc, và mã độc này gọi là Cobotry, nằm gia tăng mối đe dọa đối với hệ thống thông tin tại Việt Nam cũng như những quốc gia đang bị nhắm mục tiêu. Và chiến dịch này cũng đã gây ra rất nhiều những cái tác động nghiêm trọng đối với các tổ chức tại Đài Loan cũng như là các đơn vị quân sự ở Philippines thời gian trước đây. Trong quý 1 vừa qua, báo cáo cũng cho thấy đã có hơn 32.265 nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu, và đây là một sự gia tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái 2023. Trước bối cảnh này, các chuyên gia đã đề nghị những công ty lớn tại Việt Nam, kể cả các cơ quan chính quyền, là nên có những cái cài đặt những cái phần mềm bảo mật thông tin để có thể tránh được những cái nguy cơ bị đánh cắp thông tin thông qua những cái đợt tin tặc tấn công như thế này. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã từng loan tin là chính phủ Brazil thời gian qua đã thắt chặt các cái quy định về nhập cư nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn của các nước là dùng nước này như một đường để nhập cảnh vào Mỹ hay Canada qua sân bay của Brazil.
Theo đó thì từ ngày 26 tháng 8 thì Brazil triển khai quy định mới yêu cầu tất cả những người đi qua Brazil dù quá cảnh cũng cần phải xin thị thực. Và hôm 23 tháng 8 vừa rồi thì hãng tin Reuters của Anh Quốc cũng đưa tin là đang có khoảng 666 người tị nạn nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam bị kẹt tại sân bay Guarulhos của Brazil mà không có thị thực. Những người này đang tìm đường đến Bắc Mỹ qua ngã Brazil. Mà theo Reuters thì những người tị nạn bị kẹt lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Brazil. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 5 tháng 9 thì cũng đã xác nhận thông tin đúng là có người Việt Nam bị kẹt lại tại sân bay của Brazil, nhưng mà hiện nay chưa rõ cụ thể là có bao nhiêu người. Hiện nay thì Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước sở tại để theo sát tình hình, triển khai các cái biện pháp để mà bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Mà theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới của Mỹ thì từ tháng 10 năm 2022 cho tới tháng 10 năm 2023 thì có gần 3.300 người Việt Nam vượt biên bằng đường bộ từ Mexico vào Mỹ. Và từ tháng 10 năm 2023 cho đến hết tháng 2 vừa rồi thì con số này là 2.400 người, tức là số người tìm cách nhập cư vào Mỹ ngày càng gia tăng. Và phóng sự của đài AFA vào tháng 7 vừa qua cũng cho thấy là người Việt Nam tìm đường vào Mỹ lậu thường đi qua các nước Nam Mỹ như Chile, Brazil và Mexico. Và chi phí cho mỗi chuyến đi mà chi trả cho các cái tổ chức buôn người như vậy là mỗi người tốn kém khoảng từ 60.000 cho tới 70.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì tại Thái Lan, kính thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa tuyên bố bắt giữ 4 người Việt Nam vì những hành vi bóc lột trẻ em. Và thông tin cụ thể cho biết là những hành vi này đã diễn ra tại một trong những cái thành phố du lịch rất nổi tiếng tại Thái Lan là Pattaya. Và kể từ tháng 5 vừa qua thì hình ảnh những đứa bé đã bán hoa hoặc là bán kẹo, bán bánh đã liên tục chào mời du khách. Và trong nhiều trường hợp khi mà du khách từ chối thì những đứa trẻ này vẫn tiếp tục năn nỉ và thậm chí là thúc đẩy du khách mua những bông hoa hoặc là những bịch kẹo, bịch bánh này, khiến cho du khách cảm thấy rất là khó chịu. Và trước tình trạng này thì chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu có những cái chiến dịch để truy quét tất cả những người đã bị nghi ngờ là đã điều khiển những đứa trẻ như thế này. Và sau cùng thì 4 người Việt Nam đã bị bắt giữ. Trong số này, 2 người đã bị khởi tố về hành vi nhập cảnh trái pháp luật, trong khi 2 người còn lại thì sẽ bị tước quyền cư trú tại Thái Lan. Thông tin của các cơ quan chức năng sở tại cũng cho biết là 4 người Việt Nam này đã thành lập một cái băng nhóm chuyên quản lý những đứa trẻ tại Thái Lan. Và khi thực hiện những cái hành động mua bán hoặc là chèn ép khách như thế này thì tất cả những cái khoản tiền thu được sẽ đưa ngược về cho những cái người lớn, cho nhóm 4 người như thế này. Và vì vậy mà chính quyền Thái Lan cho rằng đây là những hành vi bóc lột trẻ em một cách phi pháp. Và có lẽ đây cũng là một cái thông tin khá là tiêu cực và càng khiến cho hình ảnh của người Việt tại Thái Lan cũng như tại nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Nhật Bản, khi mà chúng ta đã đến những cái quốc gia này và liên tục có những cái hành vi vi phạm pháp luật và bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Trong khi đó, một thông tin khác cũng gây rất nhiều quan ngại ngày hôm nay, đó là cơn bão Yagi. Đây là cơn bão số 3 và vào sáng ngày hôm nay 6 tháng 9 thì cơn bão này đã áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc, nơi chỉ cách thành phố Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 600 cây số mà thôi. Và đây cũng được cho là cơn bão mạnh nhất trong gần một thập niên vừa qua. Trước đó thì vào ngày 3 tháng 9, cơn bão Yagi cũng đã tấn công vào Philippines, khiến khoảng 11 người tử vong. Tuy nhiên khi tấn công vào Philippines thì bão Yagi chỉ có vận tốc gió lên đến 90 cây số một giờ. Trong khi đó, dự phóng của các chuyên gia, khi tấn công vào đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày hôm nay, sức gió có thể lên đến 200 cây số một giờ. Và sức gió mạnh như thế này cũng có thể sẽ tấn công vào khu vực phía Bắc của Việt Nam trong ngày mai 7 tháng 9. Không biết là thông tin Lily có thêm thông tin gì hay không?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo những thông tin mà Lily vừa mới cập nhật được, đó thì là vào đêm nay hoặc là sáng ngày mai thì hàng triệu cư dân ở các tỉnh từ miền Bắc cho tới miền Trung, tức là từ Quảng Ninh cho tới Thanh Hóa sẽ phải đón cái cơn siêu bão này. Khi mà hiện nay khi mà đã vào đến Vịnh Bắc Bộ thì gió vẫn duy trì ở mức rất là cao, là lên tới vận tốc là 201 km/h. Và đây được đánh giá là siêu bão cấp 16 theo thang bậc của Việt Nam, và di chuyển cũng rất nhanh với tốc độ là 20 cây số mỗi một giờ. Và từ mấy hôm nay, 28 tỉnh thành phố ở Việt Nam cũng đã tích cực chuẩn bị các cái biện pháp để phòng chống với bão, như là sơ tán người dân hay là chống đỡ nhà cửa, thu hoạch hoa màu. Và được biết là 4 sân bay cũng sẽ phải đóng cửa vào ngày mai trong nhiều giờ để tránh bão, gồm sân bay ở Nội Bài, Thọ Xuân ở Thanh Hóa, Vân Đồn ở Quảng Ninh và Cát Bi ở Hải Phòng. Và dự kiến sẽ có khoảng 300 chuyến bay sẽ bị hủy trong nhiều giờ đóng cửa vào ngày mai. Và các tỉnh ven biển từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An đều đã cấm mọi tàu thuyền ra khơi đánh cá kể từ ngày hôm qua, đồng thời cũng đóng cửa toàn bộ các bãi biển. 8 tỉnh thành cũng đã cho học sinh nghỉ học vào ngày mai mùng 7 tháng 9 để tránh bão Yagi, và một số nơi học sinh thậm chí được nghỉ học từ ngày hôm nay, dự kiến là ảnh hưởng tới khoảng 5 triệu học sinh. Và sáng nay thì tại các siêu thị, chợ dân sinh ở rất nhiều thành phố, đặc biệt là Hà Nội và Hải Phòng, thì người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, đặc biệt là rau củ quả, thịt cá, để đề phòng bão Yagi đổ bộ vào đất liền thì sẽ gây mưa bão trong vài ngày tới. Do vậy mà sẽ khiến họ không thể đi chợ, hay là thậm chí dẫn đến việc mà thiếu hụt nguồn cung thực phẩm cung cấp ra các chợ hay siêu thị sau bão. Và do ảnh hưởng của bão Yagi mà từ đêm qua và rạng sáng nay thì tại Thanh Hóa cũng đã có mưa dông lớn trên diện rộng, khiến cho hàng trăm cây xanh bị bật gốc và đổ ngổn ngang chưa ở thành phố Thanh Hóa hay là thành phố Vinh. Và cũng đã có một phụ nữ đi xe máy bị thương do cây đổ đè trúng. Và cơn bão mạnh hiếm có này cũng đã khiến cho Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam từ hôm mùng 5 tháng 9 cũng đã phát đi một khuyến cáo đối với công dân Hoa Kỳ mà đang đi du lịch hay là làm việc tại Việt Nam. Đó là kêu gọi công dân Mỹ là không đi đến những cái vùng bị ảnh hưởng bởi bão và tìm nơi trú ẩn và theo dõi những cái tin tức địa phương cập nhật hàng giờ. Ngoài ra cũng cần kiểm tra bộ đồ dùng khẩn cấp để đảm bảo có đủ thuốc men và các vận dụng cần thiết, cũng như bảo vệ các tài liệu quan trọng, nhất là hộ chiếu. Và trước đó thì hồi tháng 6 thì Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã đưa ra cảnh báo cho công dân Hoa Kỳ là hạn chế đến các cái tỉnh miền Bắc Việt Nam, bởi vì ở đây đang mùa mưa bão và dễ xảy ra những cái sạt lở hay là lũ quét nguy hiểm đến tính mạng. Và kính thưa quý vị, theo nhận xét của các chuyên gia thì sở dĩ bão Yagi đã gia tăng vận tốc gió ở mức chưa từng có nghĩa là từ 90 cây số một giờ có thể lên đến 200 hoặc là 240 cây số một giờ. Lý do là bởi vì đại dương đang bắt đầu nóng hơn bình thường, khiến cho các cơn bão cũng mạnh hơn một cách rất là nhanh. Trước đây thì từ tốc độ 90 cây số chỉ có thể kéo lên đến 100 hoặc là 120 cây số mà thôi. Rất hiếm khi nào từ tốc độ 90 cây số mà lên đến hơn 200 cây số. Và với một cái sức gió mạnh như thế này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thiệt hại tài sản sẽ xảy ra. Không rõ cho tới thời điểm này Việt Nam đã có những thiệt hại gì hay chưa, bởi vì bão vẫn chưa thật sự tấn công vào đất liền Việt Nam. Nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy những cái hình ảnh hốt hoảng của các chuyên gia khi họ liên tục cập nhật thông tin về bão Yagi. Vâng. Điều này cũng cho thấy cái mức độ kinh hoàng của bão. Vâng. Có thể sẽ gây ra đối với người dân tại Việt Nam trong vài tiếng đồng hồ sắp tới. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới, một trong những chuyên gia dự đoán khá chính xác kết quả các cuộc bầu cử tổng thống đã đưa ra một cái lời tiên đoán có lợi cho ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris, khi mà ông cho rằng kết quả cuộc bầu cử năm nay chiến thắng sẽ thuộc về đảng Dân Chủ. Và đó là vị chuyên gia có tên là Alan Mishmont, là một giáo sư đại học, và thông tin này đã được tờ báo New York Times đăng tải ngày hôm nay. Đây là một trong những giáo sư liên tục đưa ra những cái nhận định của mình về kết quả của các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông không phải nhận định theo cảm tính, mà những nhận xét của vị giáo sư này đa số là đã dựa trên những cái kết quả thăm dò
cử tri, cũng như là dựa trên một loạt các mệnh đề có câu trả lời là đúng hoặc sai và không tính đến các kết quả thăm dò khác. Và trong 13 yếu tố trong cái bảng danh sách này thì có đến 8 yếu tố nghiêng về phía bà Kamala Harris. Và vì vậy, vị giáo sư này cũng cho rằng kết quả có thể sẽ nghiêng về bà vào ngày 5 tây tháng 11. Sở dĩ thông tin này được quan tâm là bởi vì vị giáo sư này đã liên tục đưa ra những cái dự đoán chính xác kể từ năm 1984 cho đến nay, đặc biệt là trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2016 giữa ứng cử viên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Vào thời điểm đó thì gần như 90% các cuộc thăm dò cử tri cũng như là dự phóng của các chuyên gia là chiến thắng sẽ thuộc về bà Hillary Clinton. Chỉ riêng có giáo sư Alan Lichtman đã tiên đoán là ông Donald Trump sẽ là người chiến thắng. Và kết quả rất là rõ ràng trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Vì vậy mà khi ông đưa ra dự đoán của ông trong cuộc bầu cử năm nay 2024, thì đây là một thông tin rất được quan tâm. Và tất nhiên theo thông tin này thì cũng có lợi cho bà Kamala Harris rất nhiều. Và thông tin này một phần nào đó cũng nhận được sự đồng tình từ các chuyên gia khác khi mà họ đã liên tục theo dõi các cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris trong 2 tuần lễ vừa qua và đều đưa ra nhận xét là bà Harris đang đứng ở cửa trên so với ông Donald Trump. Và cũng chính vì vậy, Donald Trump không thể coi thường và hiện nay đang phải có những cái thay đổi về chiến thuật bầu cử để hy vọng có thể chạy nước rút, có thể đảo ngược những cái tỷ lệ rất là xấu nghiêng về ông trong những tuần lễ sau khi bà Kamala Harris xuất hiện. Vâng, sau khi có những cái dự đoán như vậy, chắc chắn là cư dân ở Hoa Kỳ đang rất hồi hộp và chờ đợi. Có lẽ là nước Mỹ sẽ chứng kiến một nữ tổng thống đầu tiên vào đầu năm tới. Còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tổng thống Joe Biden, thì con trai của ông Hunter Biden, thì vừa có một cái diễn tiến mới, đó là hôm qua, ông Hunter Biden cũng đã nhận tội trong vụ án cấp liên bang xét xử về thuế má. Và đây được xem là một động thái khá bất ngờ nhằm tránh một phiên tòa có thể gây dư luận xấu cho đảng Dân Chủ của cha mình, mặc dù thì ông Joe Biden không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nữa. Đã có lịch thì đưa ông Hunter Biden ra xét xử tại tòa án cấp liên bang ở Los Angeles với các tội danh hình sự do không nộp 1.400.000 đô la Mỹ tiền thuế, trong khi chi tiêu xa hoa cho rất nhiều những cái thú vui khác. Và thẩm phán Mark Scarsi nói rằng là ông Hunter Biden có thể phải đối mặt với án tù lên tới 17 năm và số tiền phạt lên tới 450.000 đô la, và tòa án cũng đã ấn định ngày tuyên án là 16 tháng 8. Nhưng mà thay vì ra tòa thì ông Hunter Biden đã quyết định là nhận tội tất cả 9 tội danh mà ông phải đối mặt. Thông thường các bị cáo mà nhận tội trong các cái vụ án hình sự thì có thể đạt được một thỏa thuận trước với công tố viên, hy vọng nhận được mức án nhẹ hơn để đổi lấy việc không bị xét xử. Nhưng mà trong trường hợp này thì việc đó dường như không xảy ra, bởi vì ông Hunter Biden đã ngỏ ý rằng là ông nhận tội nhưng muốn tránh thừa nhận hành vi sai trái, một động thái pháp lý bất thường mà đã bị các công tố viên phản đối. Và việc nhận tội này chỉ có thể tránh được một phiên tòa kéo dài nhiều tuần và có khả năng sẽ phơi bày thêm những cái chi tiết bê bối về cuộc đời tư của ông Hunter Biden trong lúc mà chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng mà dù muốn hay không thì cái ngày tuyên án nó cũng sẽ diễn ra sau khi đã có kết quả bầu cử rồi, 16 tháng 12, cho nên là cũng chắc có lẽ là không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của cuộc bầu cử. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là liên quan đến Học viện Tuần Duyên của Mỹ. Đây là một trong những cái cơ quan rất có uy tín và là một trong những niềm mơ ước của rất là nhiều học viên. Chính vì vậy mà những cái scandal xảy ra trong cả năm vừa qua đã làm cho nhiều người rất là thất vọng. Và scandal này đã diễn ra sau một loạt phóng sự điều tra của các cơ quan truyền thông về những cáo buộc là học viện này đã cố tình che đậy các vấn đề xâm hại tình dục trong nhiều thập niên qua. Và một lần nữa, những cái vụ xâm hại như thế này đã bị khiếu nại lên tòa án vào hôm thứ Năm, 5 tây tháng 9, với tổng cộng là 13 người được cho là những nạn nhân của tình trạng tấn công tình dục trong khi họ là những học viên
tại Học viện Tuần tra Mỹ, và việc này đã diễn ra kể từ năm 1980, kéo dài cho đến tận thời điểm này. Theo luật sư Tristan Dunt, là luật sư đại diện cho tổng cộng 13 cựu sinh viên, trong số này có 12 là phụ nữ và một người là nam giới. Mỗi người đã yêu cầu một khoản bồi thường lên đến 10 triệu đô la. Do đó, tổng số tiền mà cái đơn khiếu nại này đã yêu cầu được bồi thường lên đến 130 triệu Mỹ Kim. Và đơn khiếu nại này cũng đã cáo buộc nhà trường là đã để mặc cho tình trạng bạo lực tình dục diễn ra, cho dù là các sinh viên đã báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, không có một cái biện pháp nào để ngăn cản hoặc là để chấm dứt cái tình trạng xấu xa này. Vì vậy mà các cựu sinh viên đã quyết định nộp đơn khiếu nại hành chánh tới Tuần duyên Hoa Kỳ, cáo buộc học viện tại New London thuộc tiểu bang Connecticut trong gần 4 thập niên qua đã thao túng cho những kẻ xâm hại tình dục và đã cố tình không bảo vệ cho những nạn nhân. Đây có lẽ là một trong những cái bê bối mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn biết đến, tuy nhiên nó đã xảy ra trong một thời gian quá dài. Và vụ kiện này cũng hy vọng sẽ chấm dứt cái tình trạng tấn công tình dục thường xuyên xảy ra đối với những học viên là những người đã theo đuổi ước mơ của mình, nhưng thực tế thì lại rất phũ phàng khi họ phải đối diện và phải trở thành nạn nhân của những cái vấn đề xâm hại như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoàng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.